Xin chào người lại là mình Quyen in JAPAN đây. Video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách thay đổi địa chỉ cũng như là số điện thoại của ngân hàng Seven này nhé. Mình sẽ sử dụng Internet Banking của ngân hàng Seven qua cái app My Seven Ginko để mình thay đổi. Còn có cái cách nào khác ngoài cái cách sử dụng banking ra hay không ấy thì mình cũng đã có tìm hiểu rồi. Tuy nhiên là trên trang chủ của ngân hàng Seven này, người ta chỉ có ghi một cái cách duy nhất là sử dụng banking thôi. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể cách thay đổi cái địa chỉ cũng như là số điện thoại qua cái app My Seven Ginko nhé. Trước hết là khi mà các bạn muốn thay đổi ấy, thì các bạn hãy đăng ký cho mình cái app My Seven Ginko trước này, và các bạn đăng ký banking, và sau đó là mình sẽ vào mình thay đổi qua đó nhé. Bây giờ các bạn sẽ lấy cho mình cái app của ngân hàng Seven ra, mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể cách thay đổi địa chỉ cũng như là số điện thoại qua cái app đó nhé. Bây giờ mình sẽ mở cái app ngân hàng Seven nữa nhé, My Seven Ginko này, mở nó lên này. Bây giờ các bạn sẽ nhấn cho mình cái phần menu ở phía góc bên tay phải bên dưới cùng rồi nhé. Các bạn nhấn vào đây cho mình. Bây giờ các bạn sẽ kéo xuống dưới, tìm đến cho mình cái phần Kakushu Tezuzuki này, các loại thủ tục rồi nhé. Khi các bạn nhấn vào đây, trên màn hình nó hiện ra khá nhiều mục nhé. Bây giờ các bạn sẽ kéo xuống dưới cho mình và tìm đến cho mình cái phần Okakusamayou nohenko, về cái phần thay đổi thông tin khách hàng này nhé. Các bạn nhấn vào đây. Phần này nó sẽ có 4 phần để các bạn thay đổi. Phần đầu tiên là phần địa chỉ này, Jusukensaku này. Thứ hai là đến số điện thoại này. Thứ ba là nơi làm việc. Và cái cuối cùng của nó là mục đích các bạn là sử dụng, mục đích các bạn giao dịch của ngân hàng nhé. Bây giờ mình hướng dẫn cụ thể các bạn về từng mục một. Các bạn có thể thay đổi một mục cũng được, cũng không nhất thiết là phải thay đổi hết đâu. Trường hợp các bạn muốn thay đổi địa chỉ, các bạn sẽ nhập cho mình đầu tiên, xóa cái mã bưu điện cũ đi này, nhập cho mình cái mã bưu điện mới vào đây nhé. Sau đó nhấn vào phần Jusukensaku này để người ta tìm ra cái địa chỉ thông qua cái mã bưu điện đó này. Rồi nó sẽ hiện lên cái phần màu vàng ở bên dưới ấy, các bạn kéo xuống dưới cho mình. Trường hợp nhà các bạn không có bangchi ấy, thì các bạn sẽ tích vào đây cho mình nhé. Cái bangchi nasi này tích vào đây. Còn nếu mà có thì các bạn bỏ tích ra cho mình. Các bạn sẽ viết tiếp cho mình cái địa chỉ còn lại về chomê này, bangchi hay là số vào cái phần sau ấy, phần sau cái chữ trong cái ô màu vàng này nhé. Các bạn không cần phải viết bangchi hay chomê đâu, các bạn chỉ cần thay cho mình bằng dấu gạch là được nhé. Đấy, ví dụ như của nhà mình là 111 bangchi 2 thì mình sẽ thay bằng dấu gạch 111 cái hàng 2. Phần bên dưới các bạn viết lại cho mình thôi. Đó, đến phần đó rồi. Còn phần bên dưới ấy, các bạn sẽ viết cho mình, các bạn xóa cho mình thông tin cũ đi. Cái phần này xóa thông tin cũ đi này. Và các bạn sẽ nhập cho mình phía bên trên phần kanji ấy, các bạn nhập cho mình tên tòa nhà và số phòng của các bạn vào đây nhé. Nhập xong rồi, cái phần furigana ở dưới thì nhập lại cho mình tên tòa nhà và số phòng bằng hết katakana nhé, sẽ chuyển sang katakana hết cho mình nhé. Để mình nhập vào đây. Tất cả bằng katakana này. Rồi đó là xong cái phần địa chỉ mới rồi. Đến phần banggo số điện thoại nhé. Nếu mà các bạn muốn thay đổi số điện thoại thì các bạn xóa cho mình cái số điện thoại cũ các bạn đi thôi. Nhập cho mình số điện thoại mới các bạn muốn thay đổi vào đây. Đây là trường hợp mình thay đổi cả hai địa chỉ nhé. Và số điện thoại các bạn xóa đi cho mình này, nhập số điện thoại mới vào này. Còn phần bên dưới các bạn nếu mà có muốn thay đổi về thông tin nơi làm việc thì các bạn nhập vào đây cho mình nhé. Còn không muốn thì thôi, cái phần này thì mình cũng không thay đổi. Sau đó các bạn sẽ kéo xuống dưới và nhấn cho mình cái chữ màu da cam nhé, các cơ niên sư lựa này. Cái này các bạn xin ai cũng được này, không cần lưu mật khẩu cũng được, lưu lại cũng được nhé. Nó sẽ hiện lên cái thông tin mà các bạn vừa nhập xong ấy, về phần địa chỉ cũng như là số điện thoại mới. Các bạn kiểm tra lại cho mình một lần, kiểm tra lại nhé. Kéo xuống dưới, bây giờ các bạn nhấn vào phần appuri in suru. Bây giờ mình sẽ phải xác nhận qua app. Bây giờ các bạn nhấn vào đây. Thế bây giờ các bạn sẽ phải quay lại cái app cho mình. Hiện tại bây giờ mình đang ở trong web ấy. Rồi các bạn sẽ phải quay lại app cho mình nhé. Đây, quay lại app My Seven Ginko này. Các bạn sẽ ra ngoài trang chủ cho mình, nhấn vào home mở cho mình. Bây giờ các bạn sẽ nhấn cho mình cái phần Ninso Hitsuo để sự ở phía góc bên tay trái trên cùng này. Khi các bạn nhấn vào đây nhá, thì bây giờ các bạn sẽ phải lấy cho người ta cái mật khẩu một lần, nhấn vào cho mình cái one time password Hiyoji này. Đây là cái mật khẩu một lần các bạn nhé. Các bạn nhấn vào code copy này để mình copy lại cái mã này cho mình. Và bây giờ các bạn sẽ quay lại cái trang web lại cho mình nhé. Hiện lên cái chữ chạy chạy này, các bạn sẽ nhấn vào đó cho mình. Nhấn vào cái gạch này. Đợi một tí nó sẽ hiện ra cái màn hình thế này. Bây giờ các bạn paste cho mình cái mật khẩu một lần lúc nãy các bạn copy vào đây nhé. Sau đó các bạn sẽ nhấn vào cho mình chữ màu da cam đi. Nhìn sổ sửa để mình xác nhận xem ok hay không này. Rồi đã là xong rồi đấy. Bây giờ là người ta đã thay đổi cho các bạn sang địa chỉ cũng như là số điện thoại mới rồi nhá. Và mình thấy là bên ngân hàng Seven này ấy, khi mà các bạn đã thay đổi xong rồi thì các bạn sẽ có thể quay lại cái phần cũ. Bên ngân hàng Seven này khi bạn thay đổi xong thì nó sẽ hiện luôn lên nhá, thông tin địa chỉ cũng như số điện thoại mới, các bạn không cần phải đợi mất thời gian đâu. Các bạn có thể quay lại cái chỗ mà các bạn Kakushu Tezuzuki này này. Và kéo xuống dưới phần thay đổi lúc nãy của Okakusamayou nohenko này, các bạn kiểm tra lại cho mình là được. Đây là cái địa chỉ mà mình vừa mới có nhập xong nhá. Khi mà các bạn thay đổi ấy, thì bên ngân hàng Seven ấy, thì ngay lập tức người ta sẽ thay đổi cho các bạn. Và các bạn không cần phải mất thời gian nhá. Đó là các bạn đã thay đổi xong, các bạn chỉ cần lưu ý cho mình là nhập cho mình đúng cái thông tin địa chỉ cũng như là số điện thoại các bạn là được nhá. Rồi, và trên đây thì mình đã hoàn thành xong hướng dẫn các bạn là cách các bạn thay đổi địa chỉ cũng như là số điện thoại của ngân hàng Seven qua cái app My Seven Ginko rồi nhé. Đến đây thì mình xin kết thúc cái video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye.